Hello anh em, hiện tại là mình đang ở sân Gia Phú, Tân Phú nha anh em. Hôm nay lại có một trận banh sân 7 với lại đội Inter Soccer, được nguyên bộ đồ số 14, bơi trong bộ đồ luôn. Thì lâu quá mới trở lại với đội của anh Vinh. Anh Vinh đang làm thủ môn trong kia kìa. Lâu rồi chưa ghé qua shop anh Vinh. Anh Vinh vẫn bán giày nha anh em. Đá cũng được 5 phút rồi. Mình tới trễ mình chưa thay giày nữa. Vẫn còn đang mang đôi giày sneaker nè. Có cơ hội kìa. Nhưng mà không ăn được. Hôm nay đá có live stream nữa. Biết đội vị nào live stream đằng kia nữa. Bye bye. Chú. Vẫn là cái túi giày Red Sport. Ai muốn mua thì mình để link trong phần mô tả nha. Inbox để được tư vấn. Và vẫn là đôi Mizuno. Và không quên một thứ giống như là mạng sống của mình lúc này. Đó, một cái băng gói. Link mua băng Ugo để trong phần mô tả luôn nha. Quá Nguyễn. Dạ, ăn bệnh nữa rồi. Live stream trên fanpage của đội tuyển miền Tây. Theo dõi YouTube thường xuyên và các video clip về bóng đá. Nó có thể biết đến Đỗ Kiên Phúc cũng như là Phạm Tâm Huy. Có thể đội bóng sẽ gặp phải đồng thời bóng đó là quy luật trong bóng đá. Trọng thị Vẫn cũng có được những tình huống phản xạ rất nhanh nhẹn và phản xạ hoa này mở biên hợp lý, cơ hội lên bóng dành cho và mình có về nhiều đừng những ngón chân của thủ môn số 10 khiến cho tình huống vang lên. Như vậy có thể là một tình huống để bóng chạm tay. Ra ngoài. Trong quả penalty này của Vinh Lê đã hóa toàn sai lầm. Đấy, rất may chạm khi mà cú dứt điểm của anh Tài cũng đã đưa bóng đi ra ngoài lưới. Úc ơi, Úc bước trước mặt Úc. Bỏ ra, bỏ mà. Không rồi. Đẩy không? Không. Tốt bạn ơi. Tiếp tục một cú tạt nữa cho số 11. Đổ em. Thôi. Ai da. Đây. Làm gì đâu. Ui. Về lại Vương. Về phút cuối của hiệp thi đấu thứ nhất, để nhìn các cầu thủ bên kia ấy khi đang trồng lại một lần nữa gia tăng cách biệt và có được bàn thắng tiếp theo. Giữ ba lại. Ma. Có một tình huống độc lắm. Ok. Chầu và bóng mà cầu thủ ma số 14 trọng thì cũng là cú dứt điểm. Và một thoát tiền dành cho phòng ngự của các cầu thủ.
Việt, Việt, mạnh Việt. Yeah. Tổng úp này mà ơi. Việt Nam. Trọng Thi. Tấn Huy. Cơ hội vẫn còn dành cho các cầu thủ bên phía. Intershow. Chạm và như vậy bàn thắng rút ngắn tỷ số đã đến với các cầu thủ bên phía Liên minh Intershow. Trọng Thi. Nỗ lực đột phá của Trọng Thi. Bốn chàng phá đông cấm thể. Và tay sợ. Lấy em. Thôi anh Tài. Dịnh rồi. Em chân phải trái. Phải trái. Chân phải. Anh đá cho Dương vô giữa hoặc là hello. Này đúng không? Về giữa Phúc Úc ơi, về giữa Phúc Úc. Dương. Đường chuyền dài của các cầu thủ áo xanh thì Dương Vương Xoáy Cà đã cắt bóng. Đây là Trọng Thi. Cái nữa à? Đây. Quá nhiều cơ hội để tung ra vị trí. Một pha cho đến đây. Đường chuyền dài của Trọng Thi. Đang là cơ hội dành cho các cầu thủ áo xanh. Thế nhưng Vương Xoáy Cà đã cắt được bóng. Đây là Trọng Thi. Đặng Hiếu. Không có quá nhiều những cơ hội để tung ra đường chuyền. Một pha xử lý bóng rất điều nghề của Trọng Thi. Tình huống xuất xa rất khó để thủ môn Vinh lên. Cái dụng, cái dụng. Cái dụng, Trọng Thi, chiếc tiền kỹ được đi lắm. Phá. Đúng là một pha cú đùa tốt của thủ môn Hồng Văn. Hai. Thủ môn Vinh lên. Trọng Thi, tốc độ của cầu thủ ma số 14. Trọng Thi, dứt điểm kỹ thuật đi đâu? Vẫn là một pha cứu thua tốt. Và như vậy thì tiếng còi của trọng tài người Ả Rập cũng đã vang lên. Đây. Cho các đồng đội, những cầu thủ đang thi đấu trong trận sẽ phát huy được hết tố chất. Marcelo. FC Thanh Cầu Học đã bỏ lỡ cơ hội trong khi bắt đầu không trúng bóng của Trọng Hoa. Bóng không thể đến được vị trí của Messi. Quá đáng tiếc dành cho các cầu thủ của FC Thanh Cầu. Bay 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 bay. Ok. Và với kinh nghiệm cũng như là của lão Lưu của mình thì đã phải dễ dàng với trận của đối phương. Bình lên. Ngoài kia nha em. Vâng. Ừ, nhìn trái đấy. Thấy Bình đang là hơi đứng trước quả đá phạt. Đúng. Đúng là một cú đùa tốt của một Bình lên. Thế Bình không thể vượt qua được. Ai dạ. Anh Bình. Một pha bóng cao trường của súng FC Thành Công. Vương Xoáy Cà. Thành Công. Cánh trái này nè, cánh trái này. Một bóng rất hợp lý. Cơ hội dành cho Dạ Tâm ơi, Dạ Tâm. Có tình huống thế này. Không có tiếng còi của Tâm Tài lên. Cơ hội lên bóng dành cho các cầu thủ bên phía Inter Soccer lấy đấy dành cho các cầu thủ áo trắng ở trong phòng bóng này. Ép thì có sút. Tấm sát đây. Vẫn đang là nỗ lực của cầu thủ ma số 4. Thế nhưng hàng phòng ngự của Inter Soccer họ đã kịp thời. Ai da. Trọng Thi. Và đến lúc này thì tiếng còi của trọng tài chính người thực hiện quả đá phạt này dành cho. Ơi, gần ấy vậy.
Quả chạy bóng. Một pha bóng hơi giật mình của Thành Cần. Đường chuyền vào trong quá dễ để bị bắt bài của cầu thủ số 9 bên phía Thành Cần. Đúng rồi. Thay đi, thay đi, thay đi. Thay, 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 thay. Thay thay. Thật quá. Không có quá nhiều cầu thủ ở trong vòng cấm của MC Thành Công. Anh Bi vào. Bạn tính kêu xóm thêm quá dữ trời ơi. Em vô em đá vô rồi. Lẽ ra rồi. May quá mình ra mới gỡ được. Có lép, có lép. Chứ mình còn ở trọng là bắn mấy con chim. Anh quản chuyển gần như là cả một cục dừa của em sẽ thành công. Và trong trận đấu ngày này thì Quang Huyền cũng có được hai bàn thắng cho đi cầm thắng trong trận đấu thứ hai. Hai và Dương Điền. Một và Dương Điền. Trời ơi. Trời. Tỷ số chung cuộc dù như vậy. Ok. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn khán giả trong trận đấu tiếp theo. Tình hình là nãy đá chế banh dính lên cây đó, anh em thấy không? Và giờ là anh Bi sẽ thảy cái banh này lên để lấy cho anh kia xuống rồi vớt luôn cái kia luôn. Bi sao hay dữ vậy, sao hay dữ vậy. Giờ sao lấy hai cái banh vậy ta? Thôi hy vọng là lát nữa lấy được thì mình sẽ quay clip để thấy. Còn không được thì bye bye nha. Ừ, rớt trái rồi, sắp rớt rồi. Hay quá anh Bi ơi. Ừ, sắp được rồi, dứt đi. Ok. Ok. Yeah. Đã thành công. Đã lấy được. Hay quá Bi ơi. Hay quá Bi ơi. Rồi, anh em thấy hay nhớ like đăng ký kênh nha.